chọn anh Rick Phan. Câu hỏi dành cho Rick Phan. Mark Zuckerberg đã phát minh ra cái gì để vợ say giấc cả đêm? Trời, trời, quá dễ. Cái này em đọc rồi. Bà vợ đó, bà hay thức dậy hay nửa đêm lắm. Giật mình nửa đêm. Bà đang ngủ mà giật mình. Ủa? Nhiều khi vợ hay bị tiểu đêm á thì ông sáng nghĩ chế là cái thuốc trị tiểu đêm thì ngủ ngon. Ông bắt bên là cái gói ở trong đó có chè vàng tới nhiều bưởi cam thảo công nghệ. Anh ơi cái đó đồng ý. Cái gì mà dồn vô cái gói đó nhiều thứ vậy? Đúng rồi, nhiều thứ. Tại vì những cái thảo mộc đó khi mà ngủ nó sẽ lan tỏa, nó bay vô cái khứu giác của bà ngủ bà ngái tới sáng luôn. Em nghĩ là sẽ chế tạo ra một cái nến đi, nến thơm. À dạ, cái nến thơm đó có cái mùi mùi tiền. Mùi dạ. Tiền dạ. Bà đó bà nghe mùi tiền cái bà ngủ à? Mùi tiền đình á, bà nghe. Nghe xong tiền đình luôn. Nói vậy sao tin được đúng không gái? Đúng rồi, nói thế đi. Đàng hoàng đi, đàng hoàng đi nè. Ông Mark Zuckerberg thì ông đã sáng tạo ra những cái ứng dụng, ví dụ như là Facebook. Thì ông cũng chế tạo ra một cái ứng dụng đó là đếm số khi ngủ cho bà, để mà bà nằm kế bên nè đó, bà đếm cừu á, nhảy tưng 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 đếm 1, 2, 3 rồi đó là ngủ. Nói chung vợ em khó ngủ, em cứ đưa cho cục tiền đếm là xíu ngủ ngon à. Không cần phải đếm số, cứ 500, 501, 501 bó khoảng 2-3 bó cái nó ngủ. Đếm số tin được không? Dạ đếm số em tin. Tin hả? Dạ. Vì sao tin? Hồi trước em đi Đà Lạt em nằm trên xe không ngủ được, em cũng đếm này đếm kia, sao em ngủ nào không hay luôn. Đây là một sự lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi. Bé ơi, sao mày dễ tin người quá vậy em? Có này tại anh không biết nói đại hết chứ. Đáp án là cái hộp ngủ, sleep box. Cái gì vậy? Hộp ngủ. Cái hộp ngủ. Hộp ngủ là cho vợ vào hộp ngủ hả? Không. Nghe. Là một thiết bị để ở đầu giường phát ra một ánh sáng mờ mờ trong khoảng thời gian 6-7 giờ sáng để chủ nhân có thể biết đến giờ dậy. Nếu đèn không sáng, vợ của Mark sẽ yên tâm ngủ tiếp. Bằng cách này cô sẽ không phải kiểm tra thời gian, một yếu tố gây căng thẳng. À. Vô tình chúng ta đã mất đi một dấu và nhường là cái dấu đó cho người bạn của mình. Xin chúc mừng. Rồi. Wow. Thiệt. Chơi giùm nhau rồi. Rồi, còn chơi gì nữa? Dạ. Vị trí của xin chọn Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa. Hay, câu này Khoa chắc chắn trả lời được. Ôi trời. Gia đình mình. Là gia đình luôn hả anh? Vâng. Trong tầm tay của em anh ạ. Gia đình em nắm vào là sống, em nhả ra là chết. Mất em nhả ra là sống, nắm vào là chết. Theo khảo sát 300 phụ nữ. Cái gì anh? Lại là mấy bà phụ nữ. Khảo sát 300 phụ nữ. Đa số họ sẽ điền chữ nào vào câu chồng em dở nhất là ... giỏi nhất là nghe lời em. Nói cái gì là phải nghe. Nói một là một, hai là hai. Nói ăn là phải ăn, đi tắm là phải đi tắm. Đây là chỉ trong tưởng tượng những người phụ nữ thôi. Còn một người đàn ông làm sao mà có phải nghe lời phụ nữ? Mình phải có cái chứng kiến của mình. Mình sống đầu người trời, chân đặt đất. Giỡn gọi là vậy. Ủa như vậy hả? Là đàn ông trụ cột gia đình, đầu đội trời, chân đạp đất. Nhưng lúc cần đầu ngoại đội trời ra thì đôi khi cũng phải đội vợ nữa. Cái đấy tự nhiên một người chồng nghe lời vợ thì giống nó bị yếu đuối quá, nó dạ, không đúng. Có sự mạnh mẽ. Còn cái câu chính xác là chồng em giỏi nhất là chịu đựng em. Bản thân anh cũng đang phải đang giỏi lắm, đang ở trong mấy cái dấu chấm đấy. Chịu đựng em dù em có làm bất cứ một cái gì. Từ khi anh lấy vợ, đôi khi anh bị mất nhận thức về cái đúng. Đôi khi anh biết cái đấy là đúng nhưng vẫn phải nói nó là sai. Đôi khi anh thấy cái đó sai 100% nhưng vẫn phải nói nó là đúng. Gia đình mình căng thẳng nhiều quá. Sao gia đình của Không. Em đang chia sẻ thôi. Tại cái cảm xúc của em lúc nào cũng muốn cho bạn ấy chiến thắng, cho nên là em muốn lúc nào ví dụ ở nhà em 5 thì em ở đây em sẽ biểu cảm thêm 10 lần là 50, hiểu không? Chịu đựng em, chồng em giỏi nhất là chịu đựng em. Chịu đựng em. Tin hay không? Cũng rất chọn, là có lý. Con chọn không tin à? Sao vậy? Trời ơi. Chắc chắn với em là chị tin anh Khoa. Tại vì anh Khoa là một người đàn ông rất là tình cảm, rất là sâu sắc, rất là tinh tế. Cho nên là hầu như là những cái câu hỏi mà liên quan đến gia đình hoặc là vợ thì anh Khoa thật sự rất là giỏi. Lựa chọn không tin mà Phong Khoa là một sự lựa chọn.
Không chính xác, không chính xác. Chết rồi. Trời. 29% sẽ nói là chồng em giỏi nhất, chịu đựng em. Hay quá. Chịu đựng em. Bởi vì thật sự hợp lý hơn chứ. Lúc yêu nó khác, nhưng lúc mà đã là chồng vợ, cái tâm sinh lý của phụ nữ rất là khó hiểu. Mặc dù là đặc biệt là khi có bầu á, mặc dù là lúc yêu thì là tính chỉ ngang một thôi, nhưng mà khi mà lấy về mà có bầu biết là phải ngang 10 á, nên mình là phải chịu đựng. Bởi vì cái anh nói, cái em nói đây không phải là em bức xúc hay gì đâu, mà em đang rất là đồng cảm với vợ em. Em không phải, em rất đồng cảm với vợ em. Em muốn chia sẻ những người chồng ơi, hãy chịu đựng vợ, hãy cái sự chịu đựng của vợ là hạnh phúc, là niềm vui của mình chứ không phải là sự khó. 24% sẽ điền vào chồng em giỏi nhất là giúp việc nhà, 8% chồng em giỏi nhất là lười biếng, 6% là chồng em giỏi nhất sửa điện ống nước, 3% chồng em giỏi nhất là ở dơ. Chơi không gì? Không tin bà Văn Khoa, một người đã có vợ và vô tình chúng ta bắt đi một dấu, mình được một dấu ít. Hiện tại không có chiều đi thuận lợi nhưng chúng ta đồng đều về tỷ số. Dạ, em chọn hoa hậu. Hoa hậu Khánh Vân. Dạ. Cảm ơn em. Anh hãy giúp em. Ở thời Hy Lạp cổ đại. Trời đất ơi, Hy Lạp cũng đó. Có một xu hướng được cho là mốt khiến nhiều phụ nữ đổ xô đi thực hiện với lông mày của mình. Đó là gì? A. Cấy lông mày bằng lông dê. B. Cạo lông mày. C. Nhuộm lông mày bằng phân bò. Hy Lạp hả? Hy Lạp cổ đại. Như các anh chị cũng đã biết á, nếu như á mà mình ăn cơm thì mình sẽ no, còn mình không ăn thì mình sẽ đói. What? Cái này lông mày, cái này lông mày. Với cái câu hỏi này thì em rất là muốn phỏng vấn anh Lê Duy Bảo Lộc. Gì vậy em? Sao vậy? Vụ gì vậy? Làm thế nào để anh có thể có một cái đôi chân mày đẹp đến như vậy? Đó là anh nhờ người ta điêu khắc chân mày 3D. Khi mà những cái sợi nào mà thiếu thì những cái chị nào mà người ta học vấn đề về điêu khắc, người ta sẽ cắt nhẹ những cái sợi mà bị thiếu. Đó, sẽ làm chân mày đậm đà hơn. Còn nếu như mình thiếu cái đuôi thì người ta sẽ phun cái đuôi. Thì hiện tại bây giờ là anh đang xăm chân mày và anh cảm thấy là cái đó đẹp và nó thịnh bây giờ. Dạ chị. Thế sao, chị, sao em? Chị thấy chị sao có chị thấy video riêng của chị vậy? Cảm ơn em. Alo, alo, sao cơ? Chị thấy đúng không chị? Chị cảm thấy là coi mấy cái Ai Cập á, nữ hoàng Ai Cập hồi xưa là lông mày rất to. Và do người ta vẽ thì chị lại nghĩ rằng họ sẽ cạo sạch lông mày để vẽ cái khác cho đẹp hơn. Dạ. Chị xin hết. Dạ, em cảm ơn chị. Em có video nha. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, thì sau khi mà em hỏi xong hai anh chị ở đây rồi á, thì em xin anh Trường Giang nhắc lại câu trả lời. Cấy lông mày bằng lông dê, cạo lông mày, nhuộm lông mày bằng phân bò. Khi mà làm xăm vô là cái phân bò dễ bị nhiễm khuẩn lắm, em bỏ cái phân bò giùm anh. Dạ. Ngày xưa làm gì tiên tiến có thể cấy cái lông dê vô được. Em hiểu không? Dạ, hiểu. Chân mày tên cắm nguyên nùi lông dê lên nhìn mặt kỳ lắm. Chỉ có cạo chân mày xong rồi mình thích thì mình vẽ cái khác lên thôi. Bây giờ cấy nhiều khi nó còn đi từ tiệm về tới nhà nó còn rụng đấy. Mà huống chi ngày xưa khi là cổ đại. Cổ đại luôn đại. Nha. Thôi em thấy cái cúp này khó quá, thôi cạo đại đi em ơi. Cạo đại đi em ơi. Đôi khi á mình không có cái chân mày, em hiểu không? Nó rất là thời trang. Đúng rồi, không có chân mày thì nhiều khi là chân ái. Đúng vậy. Em hãy lựa chọn đáp án B. Là đáp án cuối cùng của em đi. Cạo lông mày. Tin hay không ạ? Dạ tin. Tin. Tin Khánh Vân là một sự lựa chọn. Không chính xác. Oh. Em nghĩ là phân bò đó. Cấy những sợi lông dê làm lông mày. Wow. Sao người ta biết cấy? Sao cấy được? Sao người ta cấy được vậy trời? Ở Hy Lạp cổ đại, lông mày dày đến nỗi gần như dính vào nhau được cho là mốt. Người phụ nữ sẽ sử dụng một bộ cấy ghép đặc biệt làm bằng lông dê để tạo ra sắc đẹp. Và một dấu O nữa. Rồi với em xin chúc mừng. Ê Thái này chơi vui quá ha.